Cũng còn nhẹ hả? Mạnh lắm luôn. Đủ à. Trời ơi, nó nhẹ heo à. Chào các bạn đã quay lại kênh Trang Hành Vinh TV. Rồi, nội dung chính của hôm nay là mình sẽ làm bè chuối nha các bạn. Ủa, mình làm bè chuối rồi mà cha. Làm bè chuối rồi, bây giờ làm bè chuối nữa, chán lắm chú ơi. Anh nói đúng rồi đó anh, bây giờ mình chuyển đề chủ đề khác đi nha. Hồi đó giờ các bạn biết là bè chuối cho trên sông phải không? Nhưng mà các bạn có bao giờ biết là bè chuối cho trên bờ chưa? Như vậy mới là độc lạ chứ. Ủa, bè chuối trên bờ vậy? Sao làm bè chuối được? Dĩ nhiên là mình sẽ làm khác cái clip vừa rồi rồi. Mình sẽ gắn thêm 4 cái bánh xe trên bè chuối nữa. Ủa, lát nữa mình chặt thêm cây chuối nữa hả chú? Đúng rồi, mình phải chặt thêm chứ. Ủa, còn bánh xe nữa, không lẽ bánh xe làm từ chuối hả cha? Thôi, mẹ chưa hình dung ra được đó Trang. Dạ. Chắc mẹ nghĩ là bánh xe làm bằng chuối, nhưng mà chuối thì rất là mềm, sao bánh xe nó được? Dạ, không biết nó chạy được không nữa. Không phải làm bánh xe bằng chuối đâu, mà mình làm bánh xe bằng mấy tấm gỗ này nè. Wow. Đây, thấy chưa? Ở đây cũng là tấm thớt luôn. Nếu mà anh làm bánh xe, tức nghĩa anh phải khoan ở giữa này một lỗ. Đúng rồi. Ăn mình để cái chốt cho mình mới chạy được. Bốn bánh mới chạy được. Đúng rồi, phải làm vậy chứ. Đó. Rồi. Thôi bây giờ đầu tiên là mình đi đốn chuối nha. Yeah. Rồi nói gì với chuối là vườn mình bao la các bạn. Bây giờ mình sẽ đốn những cây to nhất mình làm bè chuối nha. Rồi mình đốn cái chuối nha các bạn. Cái chuối này nó dài tới 3m3 luôn nên mình chia làm hai nha, rinh ra cho nhẹ. Rồi cái chuối này mình đã chặt thành đôi rồi. Bây giờ Trang với Mạnh lại lột bè chuối ra cho nhẹ bớt đi. Dạ. Rồi đi đốn cái chuối khác. Ở đây còn rất là nhiều chuối luôn các bạn ơi. One hour later. Mình cưa tre này mình đóng qua cái chuối cũng như cái bè thôi, nhưng mà lát nữa mình sẽ ba gắn bánh xe nha các bạn. Rồi bây giờ Mạnh cưa cái cưa đi Mạnh. Dạ. Lấy cưa đi. Cái con đòn này rất là dễ rồi nha. Theo cô nghĩ là con nên cưa tới đây đi. Cưa trừ hao hai đầu ra một chút xíu. Có nếu mà dư thì mình cưa lại được. Một lát nữa nếu có dư là mình đốn thêm một cây chuối nữa các bạn. Mình đốn 4 cây chuối trước, coi cái lực của nó có đẩy nổi không. Nếu mà đẩy nổi mình sẽ đốn thêm một cây chuối nữa, là 5 cây chuối luôn. Mạnh hay quá, bởi sức cài gắn có khác hen. Thanh niên rồi mà. Tiếp theo là mình cưa cái cây tre này có mũi nhọn lại đó, mình đóng vô cái bè chuối cho dễ nha các bạn. Và tiếp theo là mình đóng cái cây tre này vô cái chuối nha, nó xuyên qua luôn. Rồi em đóng đi. Ý tưởng này quá táo bạo luôn các bạn ơi, không biết thành công không đây. Bạn lúng vô từ từ. Cái cây nó lúng qua rồi nè, giờ mình đâm tiếp vô cây này. Rồi. Cái phần ổ tay anh ơi. Rồi đóng vô. Đó. Quá chưa? Rồi đóng luôn, đóng mạnh vô. Đúng rồi chưa? Rồi, quá rồi, quá rồi. Rồi, ok. Đóng xong này cực quá các bạn ơi. Nó mình hơi vất vả. Rồi còn một bên nữa. Rồi tiếp theo là một bên nữa. Quá đóng này mệt quá các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký á, mình có động lực mình làm không mệt, còn bây giờ mình mệt quá. Rồi tiếp theo. Cha mình đang đóng cây chuối thứ hai nha các bạn. Anh Mạnh với mẹ mình á là đang vịnh chuối. Công nhận đóng xe chuối này cực ghê luôn á. Nãy giờ chưa xong nữa. Phải nói là quá cực con ơi. Dạ. One hour later. Cha làm bể chuối tính thả xuống sông nữa hả cha? Cha làm bể chuối nhưng mà cha để trên bờ chứ không để xuống sông. Ta gắn 4 cái bánh xe gỗ này lên bể chuối nè. Rồi thì hồi nãy mưa lớn với lại cũng đợi lâu quá trưa rồi, nên Mạnh với Trang đi học đó các bạn. Bây giờ mình cũng tiếp tục làm, xong rồi chiều mấy đứa học về rồi cho mấy đứa trải nghiệm xe chuối luôn. Đây, mình có chuẩn bị hai cái mũ khoan nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành khoan. Muốn khoan được ngay cái tấm thớt này ngay đồng tâm á, trước hết là mình phải đo các bạn. Mình phải đo cái thước nè. Sau khi xác định được tâm của cái đường tròn tấm thớt này, giờ Vinh lấy giùm ba cái mũi phét gỗ đi. Biết lấy không? Được không đó Vinh? Vinh này phá là hay lắm. Đây, mình review cho các bạn coi cái mũi phét gỗ nó như các bạn. Cái đường kính này là đường kính phi 55 nha. Mở này luôn 55. Rồi thứ hai gắn vô máy khoan. Rồi gắn xong rồi các bạn. Bây giờ là mình để ngay cái mũi này ngay tâm nha, mình khoét nha. Khoét này là phải chuyên nghiệp mới khoét được nha các bạn. A few moments later. Khoan lủng à, giờ mình đem lại mình đổ đứt vô cái trục nè. Rộng không anh? Đó, mà nó quá rộng nè. Đây coi.
đúng rồi, cái lỗ hơi rộng. Cái lỗ này nó hơi rộng ha các bạn. Mình có chuẩn bị thêm một cái mũi khoét nhỏ nữa. Cái khoét nhỏ đó nãy đâu Vinh? Đây. Cái mũi khoét này thì cái lỗ phi nó là 42. Thì mình sẽ cho vô mấy cái nhỏ này. Và cứ vậy mà tiếp tục mà khoan nha các bạn. Chưa tới nửa tiếng hồ thì mình đã khoan xong bốn cái tấm gỗ này các bạn. Mà gỗ nãy giờ mình khoan nè. Rồi bây giờ Vinh lại phụ ba gáy gỗ gắn vô Vinh. Đi. Rồi gắn cái này vô. Đó. Rồi được một bánh nha. Rồi, tiếp theo ba bánh bên đây. Vừa hôm qua anh Thành lỏng lẻo rồi đó. Vừa. Nó lỏng nó mới quay được. Nha các bạn. Quay đây Vinh, gắn qua đây Vinh. Nè ba dở lên cho Vinh gắn nè. Chà, Vinh mẹ vác hết rồi, giữ nhà ngang. Rồi đút vô nè, đút vô Vinh. Đút vô Vinh. Vô vô lỗ á. Cái này nó hơi nặng nha, rồi đút vô Vinh. Vô. Wow, hay quá. Đó, lát nữa mình kiếm cái đinh đóng ở đây giữ bánh xe nó không tuột ra nha. Giờ mưa rồi Vinh, đẩy vô nhà đi Vinh. Đẩy vô. Rồi, được rồi. Hồi nãy giờ mưa hai lần luôn các bạn ơi. 2 hours later. Hồi nãy giờ mưa 2 tiếng hồ mới tạnh các bạn. Giờ mình làm tiếp cái công đoạn mà chiên bánh xe lại nha. Mình sẽ cưa cái ống tre này thành hai khúc nè. Rồi mình chiên vô cái cốt này. Đó, rồi mình bỏ cái bánh xe mình lên nha. Đó. Rồi, tiếp theo mình lấy cái này mình giữ lại. Rồi mình chặn cái này coi cho nó không xúc cho nữa rồi. Rồi ok, cứ thế tiếp tục mình làm cho ba bánh còn lại nha. Rồi bây giờ team mình chịu rồi, tập hợp đầy đủ rồi. Rồi bây giờ mấy đứa thử đẩy xe chuối coi nó như thế nào. Xe chuối đó, đẩy đi. Em leo lên anh Mạnh, đẩy em nha anh Mạnh. Ok em lên luôn đi. Để chị đẩy phụ nữa. Rồi Vinh mẹ lên đi, mẹ sẽ hỗ trợ cái anh Mạnh. Chị Trang đẩy con nha. Xe chú này bự thì có bự đấy, nhưng mà đẩy không nổi các bạn ơi. Dạ, đẩy em lên. Rồi, okay. Đang lên đây mẹ với nè. Rồi, đẩy đi ha. Đẩy bên đây nè con. Ôi trời ơi, chú. Hôm nay em đi học nguyên gài lại đây hết chiếc xe chú. Vui quá các bạn ơi. Vinh em lên xe chú để em đẩy thử Vinh. Rồi, bạn hỏi nghe em đi. Rồi, mình đi giờ đó mình. Rồi, xuống xe. Cô thấy tụi con á khum đẩy cái xe này mỗi lưng phải không? Cô sẽ để cái dây này vô, mình sẽ kéo cái xe nó sẽ đỡ mỗi lưng hơn nha. Dạ. Tụi con hiểu chưa? Hiểu, vậy ai đẩy? Kéo thử Vinh lên rồi kéo thử coi. Con muốn lên nữa, con muốn lên nữa, con muốn lên. Đây, lục sĩ Vinh này nha. Đẹp quá. Mẹ lái, mẹ lái. Trời ơi, yếu mà lại ra gió. Đẩy ba mà bánh con ra. Rồi, Trang để cho Vinh đi. Kéo cái xe này thôi nè. Ê, kéo anh đi, kéo anh đi. Em kéo cái xe chuối còn chưa nổi hả anh Lan? Em quá nhiều đường á. Vinh, lên anh thử lại Vinh. Lên Vinh. Lên. Nhẹ trời ơi, nó nhẹ quá, thôi chị em lên tiếp đi. Okay. Nhẹ là sao cô thấy nó cầm quá. Có là cô. Cũng còn nhẹ hả? Mạnh lên luôn. Đúng rồi. Trời ơi, nó nhẹ heo à. Ôi, em nhẹ hơn mình em vậy. Ủa, chị xe chú đâu? Trời ơi, nó vụt kìa. Trời ơi, là mình tưởng mình có sức mạnh như thường chứ. Họ hai bác. Vô. Mà nãy giờ á, cô thấy toàn nhiên là cô kéo tụi con không, giờ mấy đứa có hy sinh kéo cô không? Có, có. Cô lên đi. Trời ơi, dạy con sống, dạy, 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 cầm dép được cái xe đã hết bạn ơi. Dạ đến lên, đến lên. Công nhận á, tụi con mạnh quá, kéo cô đi re re luôn, cô muốn té luôn vậy đó. Rồi, 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 r
cái xe chuối này đúng ra là mình còn phải có bạc đạn á các bạn, nó chạy sẽ nhanh hơn và nhẹ hơn nữa. Còn lần này nó chạy nó ma sát, nó ma sát nên rất là nặng luôn. Thì nếu mà làm cái bè chuối này á, mình để vận chuyển đi xa, mình để xuống sông thì nó hay hơn. Một lát nữa mình đẩy xuống sông luôn, chịu không? Rồi thôi bây giờ kéo ra sông làm luôn. Rồi mở cửa ra. Lúc trước mình làm bè chuối là nặng quá nên mình mới đem ra sông mình đóng, còn bây giờ là có bánh xe rồi kéo luôn. Rồi lên lên. Rồi đi ra sông luôn. Cái bè chuối này nhỏ chắc chứa được chừng 2 người à. Từ từ. Đi lại chạy. Từ từ. Rồi đẩy 1 2 3. 1 2 3. Mạnh lên con, mạnh lên. Lên nữa. Lên lên. Rồi, rồi bắt kẹt rồi. Rồi thôi để chú xuống cho. Lấy cây chèo. Rồi cái bè này nhỏ nên có 2 thanh niên xuống thôi. Đang Vinh là đứng ở trên bờ. Rồi. Rồi chị mình nó lên. Đứng thăng bàn. Rồi bơi ra giữa sông đi. Mấy cái bánh giờ là hết tác dụng rồi các bạn ha. Rồi. Con ơi, Vinh còn dám đầu xuống nữa không? Dám. Bây giờ dám. Video làm xe chuối của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để sớm nhận những video mới nhất của mình nha. Bye bye.